Xin chào bạn, mình là Cường đây. Hôm nay vào một ngày cuối tuần đẹp trời, Cường lại mang MT15 ra chia sẻ các bạn. Xe của mình các bạn thấy mới không? Ken luôn. Vậy mà chạy được 7 ngàn mấy rồi các bạn, cũng không có ít đâu. Nhưng mà còn nó là mới, vì mình chăm nó rất kỹ. Thì trong cái đợt vừa rồi á, mình thay nước làm mát Vultronic R35S cho chiếc MT15 này. Thì Cường chạy cũng chưa đi một tour nào, nhưng mà Cường chạy trong phố thì Cường nhận ra một điều rất là rõ rệt luôn. Mình bỏ khẩu trang ra nói chuyện cho thoải mái ha. Giờ ra đường phải đeo khẩu trang, không là phạt 2-3 triệu các bạn. Các bạn cẩn thận. Ở đây mình không thấy ai hết cho nên mình cởi khẩu trang ra. Thì mình nhận ra một điều rất là rõ rệt như sau. Hồi trước á, khi mà mình chạy trong phố chỉ cần dừng lại một xíu hay là dừng đèn xanh đèn đỏ nhất lên xíu nhất xíu là quạt nó bắt đầu không quay. Quạt nó quay thì cái hơi nóng nó hút vào, nó thổi ra hai cái bên chân của mình. Mình cảm nhận rất là rõ rệt. Nhưng mà khi cái mình thay cái nước làm mát này vào, R35S Vultronic này vào, thì nó giảm hẳn các bạn. Quạt thì nó vẫn quay nhưng mà cái thời gian này nó quay lâu hơn. Ví dụ như với cái nước làm mát cũ các bạn để nổ máy không tải khoảng tầm 5 phút. Khoảng tầm 5 phút là quạt nó bắt đầu nó quay. Còn thay cái này lên thì được khoảng 7 phút quạt nó bắt đầu nó quay. Thì mình nhận ra rõ rệt ngay khi mà cái quạt nó ít quay hơn thì nó tạo cho mình cái cảm giác nó thoải mái hơn. Ít phải nóng hai cái chân này, mỗi khi quạt nó quay nó phà qua hai cái chân này mình rất là khó chịu. Thì mình nhận ra một điều như sau là cái nước làm mát cũ của mình á, nước làm mát zin theo xe á, cái tốc độ giải nhiệt của nó không có bằng cái nước làm mát Vultronic R35S này. Thì cái chai R35S này các bạn mua ở trên Shopee á, thì nó dao động khoảng tầm 250-300 ngàn một chai. Và cái thông số của nó là nhiệt độ đông đặc là -38, còn nhiệt độ sôi là 161 độ C. Thì cái nước làm mát này cái thông số mình thấy là nó cao nhất trong tất cả các loại nước làm mát luôn. Những cái loại nước làm mát xịn sò luôn thì nước nhiệt độ sôi nó đâu đó khoảng tầm 120-130-140, mà cái chai tới 161. Thì cái chai 161 này thực ra nó cũng không quá quan trọng các bạn. Cái nhiệt độ sôi trên một chiếc xe nhỏ như vậy nó không quá quan trọng, bởi vì những cái xe nhỏ như 150 phân khối này cái nhiệt độ sôi á nó chỉ khoảng nước làm mát nó chỉ khoảng 80-90 độ C, quá lắm nóng ơi là nóng luôn, nó tầm 95 độ C, ít khi nào lên 100 độ C. Nhưng mà đối với những cái dòng mô tô phân khối lớn á, thì cái nước làm mát của họ có thể lên đến 120-130 độ C nếu mà trong những trường hợp thực sự rất là nóng. Còn những chiếc đó mà chạy mà bình thường á, chạy bình thường thôi nha, nó cũng đã 80-90 rồi, có khi chạy kẹt xe trong số trong phố nó lên đến 100-105 độ. Còn khi nào mà các bạn mà trong những trường hợp mà khắc nghiệt đó, xấu nhất đó, thì nó có thể lên đến 120 độ. Thì đối với những cái dòng xe đó thì các bạn cần cái nước làm mát mà thực sự có cái nhiệt độ sôi cao. Còn đối với cái dòng xe nhỏ như vậy á, thì cái nhiệt độ nước làm mát đó, nó không quá quan trọng. Các bạn chỉ cần chọn cái loại là 120-130-140 là quá dư dùng rồi. Nhưng mà một cái thông số quan trọng hơn đó, đó là tốc độ giải nhiệt. Cái tốc độ giải nhiệt là như thế nào? Các bạn hiểu nôm na như sau. Ví dụ như là mình có 1 mét đường ống đi, 1 mét đường ống dài như vậy. Cái đường ống nó phi khoảng tầm 10 mi, tức là đường ống nó khoảng bằng một cái ống, bằng một cái ngón tay của mình. Thì nó dài 1 mét như vậy, làm bằng kim loại đi. Và ở trong đó mình đổ nước làm mát. Có hai loại nước làm mát, một loại là Vultronic R35S, một loại là nước làm mát bình thường, không phải là high performance, không phải xịn sò lắm mà bình thường thôi. Thì hai ống đổ hai cái nước làm mát khác nhau cùng một chất liệu ống luôn nha. Thì các bạn đặt hai đường ống song song, các bạn đốt cái ngọn lửa ở một đầu bên kia, đốt một lần cả hai ống luôn. Thì tuy cái nhiệt độ sôi nó không lên đến 100 độ đâu, rất là khó, không lên đến 100, 105, 120 đâu, nhưng mà cái tốc độ chuyển nhiệt, tức là các bạn đốt đầu bên kia, thì trong cùng một cái tiết diện nè, cùng một cái thể tích là cùng một cái loại chất liệu nè, cùng một ngọn lửa đốt luôn, thì đốt từ đầu bên kia qua đến đầu bên này thì cái nào nó chuyển nhiệt qua bên này nóng nhanh hơn,
thì tức là cái tốc độ giải nhiệt nó nhanh hơn. Thì ví dụ như vậy, thì ví dụ như là cái mà R35S á, thì nó mất khoảng tầm, ví dụ như mình ví dụ nha, khoảng tầm 1 phút nó đã chuyển nhiệt rồi, nó chuyển nhiệt lên đến đầu bên này. Nhưng mà với cái nước làm mát kia, cái tốc độ giải nhiệt á nó không cao, thì có thể nó mất 1 phút rưỡi, 2 phút nó mới chuyển đến bên này. Điều này có nghĩa gì trên một chiếc xe nhỏ? Bởi vì MT15 á, các bạn biết là cái nhiệt độ sôi không quá quan trọng, bởi vì cái nhiệt độ sôi nó quá lắm, tầm 90-95 độ, không khi nào mà nó lên quá hơn 100 đâu. Còn đối với những cái dòng xe phân khối lớn thì mới cần cái nhiệt độ sôi cao hơn. Thì các bạn thấy nè, cái két nước làm mát của MT15, mình đặt cái máy quay vô sát xíu, cái két nước làm mát của MT15 nè, các bạn thấy nó tương đối là nhỏ ha, nó nhỏ lắm các bạn. Cái tiết diện của nó có khi nó còn nhỏ hơn những cái dòng như là Suzuki nè, Rider Sachin nè, hay là thậm chí cả S150 mới, S155 á, Winner á, có khi tiết diện nó chỉ bằng những cái đó thôi, nó chỉ bằng Exciter 155 hay là Winner thôi, có khi còn nhỏ hơn cả Suzuki luôn kìa. Thì điều này nó có nghĩa là cái két nước làm mát này nó có cái tiết diện không được lớn lắm, thì cái tốc độ hứng gió, cái tiết diện hứng gió không có được nhiều, nó không được nhiều á. Nhưng mà nó tương đối là dày á, cái két này mình thấy nó dày khoảng tầm 2 phân. Còn ví dụ như trên S155 mới bây giờ nó chỉ có mỏng lắm, mỏng hơn cái này, mỏng hơn một nửa này, thì cái két nước này nó có cái độ dày, nó dày hơn xíu. Còn cái tiết diện mà để hứng gió thì nó không được nhiều. Đó là về két nước làm mát trên MT15 thì nó tương đối là nhỏ, thì cái tiết diện mà nó hứng gió nó không được nhiều, cho nên nó dẫn đến cái tình trạng á, nếu mà các bạn mà đi trong phố nhiều, dừng đèn xanh đèn đỏ nhiều, hay là đi tốc độ chậm nhiều, hay là dừng một chỗ nhiều, thì cái tốc độ giải nhiệt nó sẽ hứng gió ít, mà cái tốc độ giải nhiệt nó chậm, cho dù cái nước làm mát đó nó có nhiệt độ sôi cao luôn thì nó cũng không có tác dụng các bạn. Bởi vì các bạn hiểu như thế này, ví dụ nước làm mát từ ở trong đầu nòng có nhiệt độ là 100, ví dụ như là nước làm mát ở trong đầu nòng nha, trong đầu nòng là bao quanh piston á, nó là 110 độ C đi, mình ví dụ 110 độ C. Khi nó dẫn qua những hệ thống đường ống nó lên két chỉnh, thì ở két chỉnh nó sẽ hạ từ 110 nó hạ xuống còn 80 độ C. Sau đó cái nước có nhiệt độ 80 độ C này nó lại bơm vào trong đầu nòng, thì nó lại làm mát cái đầu nòng, nó lại làm mát piston, rồi nó quay ngược trở lên trên. Thì cái con số 110 này với một con số 80 đối với những cái nước làm mát, ví dụ như là nước làm mát Vulcanic R35S đi, nó có cái tốc độ giải nhiệt nhanh. Tốc độ giải nhiệt nhanh thì từ 110 của cái đầu nòng piston truyền lên trên két chỉnh, có cái tốc độ do cái nước làm mát nó chia nhiệt, nó dẫn nhiệt nhanh, cho nên là có thể qua cái két chỉnh của mình nó hạ xuống còn có 70 độ. Còn đối với những nước làm mát thông thường, nước làm mát bình thường zin theo xe, tuy cũng y chang như vậy, cũng đi qua những cái đường ống két như vậy, nhưng mà nó chỉ hạ từ 110 xuống còn 80. Còn đối với những cái nước làm mát xịn, nó hạ được nhiều hơn, nó hạ được nhanh hơn, nó từ 110 nó xuống 70 độ C luôn. Thì 10 độ C này các bạn nghe nó có vẻ là không nhiều đúng không? Nghe nó có vẻ là không quá là chênh lệch nhiều, nhưng mà thực ra đối với trên những cái dòng xe nhỏ này, 10 độ C là nhiều các bạn. Ví dụ như cái xe của mình nó đang set up là cái nhiệt độ mà nó cho phép quay con quạt là 85 độ C, thì 85 độ C là nó quay cánh quạt. Còn ví dụ như xài nước là mát xịn hơn mới có 75 độ C à, nó phải cần thêm một thời gian chút ít nữa, nó tăng thêm 10 độ C thì nó mới cho phép cái cánh quạt quay. Đó là những cái mà Cường muốn chia sẻ với các bạn về cái việc nước làm mát trên chiếc MT15. Thì đúc kết lại vấn đề như sau: nước làm mát zin của MT15 không tốt, gọi là tạm chấp nhận được thôi, gọi là xài thì vẫn xài được, nhưng mà để mà nói mà nó cho mình một cái sự tốt, một cái xịn sò, một cái high performance, một cái thoải mái hơn thì nó chưa đáp ứng được. Mà các bạn nên thay một cái loại nước làm mát xịn hơn, và quan trọng nhất là cái nước làm mát đó nó phải có cái tốc độ dẫn nhiệt nhanh. Thì mình không phải là chuyên về kỹ thuật, cho nên Cường cũng không biết là đọc cái thông số gì để biết được cái nước làm mát đó có cái tốc độ dẫn nhiệt nhanh,
mà thường mình thay nước làm mát mình chỉ chú trọng đến cái tốc độ giải nhiệt này, chú trọng đến cái nhiệt độ sôi này, nhưng mà cái nhiệt độ sôi trên những cái dòng xe nhỏ này thì không quá quan trọng, mà các bạn nên quan trọng cái tốc độ giải nhiệt. Thì cái tốc độ giải nhiệt này thì mình không phải là dân chuyên, cho nên là cái này mình phải dựa vào kinh nghiệm của những người là người ta đã xài rồi, hay là những người người ta bán, người ta biết cái nào mát này, cái nào mát thì các bạn nên thay những cái loại đó. Còn đọc thông số thì mình cũng chịu, mình cũng không phải dân kỹ thuật cho nên mình không biết đọc cái thông số nào để chia sẻ các bạn là nó đang có cái tốc độ giải nhiệt nhanh, thì cái này có mình phải dựa vào kinh nghiệm, mình dựa vào kinh nghiệm. Còn cái nhiệt độ nước làm mát ấy, thì nó thực sự nó không quá quan trọng trên những cái dòng xe nhỏ như vậy, mà những cái phải những cái dòng xe lớn thì nó mới quá quan trọng cái nhiệt độ sôi của một loại nước làm mát đó, ví dụ như vậy. Còn cái chai R35S mà Cường vừa mới thay ấy, chẳng quan hên thôi các bạn, thì chắc là cũng do tiền nào của đó, thì nó tầm gần 300 ngàn một cái chai nước làm mát thì chắc chắn là nó phải xịn sò rồi, chứ không xịn sò thì làm sao mà nó có cái mức giá đó. Thì mình thay vô thì mình cảm nhận được ngay, cảm nhận được ngay là máy móc rõ ràng nó mát mẻ hơn, đi trong phố dừng đèn xanh đèn đỏ nhiều hay nổ một chỗ nhiều nó cũng mát mẻ hơn. Thì mình cũng tìm cái trên cái thông số cái chai đó cũng không biết được đâu là cái tốc độ giải nhiệt, mà chỉ biết được cái thông số là nhiệt độ sôi 161 độ, nhiệt độ đông đặc là âm 38 độ. Đó, mình chỉ biết được hai thông số đó thôi các bạn. Còn lại thì mình coi như là mình mù á, mình đọc mà mình không hiểu. Giống như là mình mù. Rồi, đó là những cái mà Cường muốn chia sẻ các bạn về cái nước làm mát mà Cường đã thay trên chiếc MT15 này. Thì Cường cũng may mắn thôi, may mắn thay phải nước làm mát nó xịn được. Tiền nào của đó các bạn cứ cái loại xịn xịn mà chơi. Còn cái R35S là mình thấy cái nhiệt độ sôi rồi đỉnh cao á, mình cứ thấy cái nhiệt độ sôi cao mình khoái mà mình thay cái loại đó, nó cũng không quá quan trọng như những dòng xe nhỏ. Còn ví dụ như đối với những dòng xe lớn đi, ví dụ như nổ máy nhiệt độ nước và máy có thể lên đến 130, mà các bạn mà thay cái loại nước mà có cái nhiệt độ sôi nó khoảng 120, tức là nó quá nhiệt đến 10 độ C thì cái nước đó nó sôi sục thì nó rất là nguy hiểm, cái két nước nó có thể gây ra cái tình trạng là quá áp, nó bể két nước hay là nó bị bục những cái là vị trí đường ống. Còn ví dụ như 130 độ mà các bạn thay là 161 độ thì nó vẫn trong cái giải nhiệt độ cho phép và nước nó vẫn luân chuyển quá bình thường, nó không bị sôi. Thì nếu mà sôi thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là nó quá áp, nó tạo ra áp suất các bạn. Giống như các bạn đun nước nhà mà sôi nó có khuynh hướng nó đẩy những cái nồi lên, đẩy cái nắp của mình lên. Còn cái xe này thì các bạn để các bạn nẹt cái nào nẹt tới tấp, các bạn nẹt xả láng luôn, nước cũng không thể nào vượt qua 100 độ rồi, nó tầm chín mấy trăm độ là cùng. Còn 161 độ thì nó quá là dư, nhiệt độ nó quá là dư trên những cái chiếc xe nhỏ như vậy. Mà những chiếc xe nhỏ này thì các bạn nên quan trọng cái vấn đề là tốc độ giải nhiệt. Thì tốc độ giải nhiệt Cường vừa mới nói rồi, mình không biết được, mình không phải là dân chuyên, cho nên mình cũng người bình thường sử dụng không biết được đọc như thế nào thì biết được cái tốc độ giải nhiệt, mà các bạn nên dựa vào những kinh nghiệm của người bán hay những người sử dụng rồi, thì người ta chia sẻ các bạn thì các bạn sẽ biết được là cái nước đó nó có cái tốc độ giải nhiệt lớn hay không. Còn nhiệt độ sôi thì trên những chiếc xe nhỏ như vậy thì nó khoảng 120, 130, 140 độ là ok, quá ok rồi. Còn 161 độ như mình thì nó quá dư thì nó không có ảnh hưởng, nó không có tác dụng gì nhiều. Mà quan trọng là cái tốc độ giải nhiệt. Đó là những cái mà Cường muốn chia sẻ các bạn về cái nước làm mát của chiếc MT15 này trong video ngày hôm nay. Đó. Còn chiếc các bạn nếu mà muốn thay nước làm mát cũng các bạn cũng có thể tham khảo cái nước làm mát Vulgenix R35S mà Cường vừa mới quay. Các bạn cũng có thể xem lại cái đường link mà Cường thay nước làm mát ở bên dưới để các bạn coi cái quy trình mà Cường thay nước làm mát trên chiếc MT15 này nó sẽ như thế nào. Rồi, video của Cường sẽ kết thúc tại đây ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Cường. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Cường để đón xem nhiều video về các chủ đề xe cộ các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.